Quảng Nam, 12 ngư dân mất tích, khả năng chìm theo tàu. Phát hiện một trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ tại Đà Nẵng. Bão số 5 khả năng đổi hướng đột ngột trên vịnh Bắc Bộ, miền Bắc đón không khí lạnh. Khoảng 1.000 người Nga bị bắt làm con tin khi phong tỏa dải Gaza. Singapore thanh tra chi nhánh ngân hàng Credit Suisse. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đêm ngày 17 và ngày 18 tháng 10, các lực lượng nỗ lực tìm kiếm 12 ngư dân mất tích, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả. Hiện có 7 tàu cá của ngư dân và 4 tàu cá Bộ Quốc phòng vẫn tích cực tìm kiếm các ngư dân. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực tàu chìm như phao, ngư lưới cụ, thùng phi, áo quần, chăn màn, v.v. Theo nhận định của ông Lương Văn Viên, thuyền trưởng tàu QNA90129TS tàu bị chìm, có khả năng 12 thuyền viên mất tích đã chìm theo tàu. Bởi sau khi bị lốc xoáy làm tàu nghiêng rồi chìm rất nhanh, số ngư dân này có thể không thoát ra kịp, bị mắc kẹt trong khoang tàu. Vị trí tàu QNA90129TS chìm có độ sâu vài ngàn mét nên lực lượng tìm kiếm không có khả năng trục vớt. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản khẩn gửi Bệnh viện Đà Nẵng và các trung tâm y tế quận huyện về việc triển khai các biện pháp đáp ứng trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ. Trường hợp này có địa chỉ tại 36 Phước Lý 14, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Bệnh nhân hiện đã được chuyển vào khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng. Theo CDC Đà Nẵng, yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng cách ly tạm thời bệnh nhân theo đúng quy định, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm đậu mùa khỉ tại bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời lập danh sách tất cả các trường hợp nhân viên, người có tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ tại bệnh viện để tư vấn, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối hoặc đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nếu có. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu khẩn trương điều tra thêm thông tin bệnh nhân, xác minh những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để tư vấn, hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe. Cấp phát chloramin B và hướng dẫn người nhà bệnh nhân vệ sinh, lau chùi tại địa chỉ 36 Phước Lý 14, phường Hòa Minh. Ngoài ra, CDC lưu ý các trung tâm y tế quận huyện điều tra xác minh những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trên địa bàn nếu có, để tư vấn, hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại cộng đồng, bệnh viện quận, huyện, bệnh viện được phân công tiếp nhận thông tin và các phòng khám thuộc địa bàn quản lý. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Từ đêm ngày 19 tháng 10 đến đêm ngày 21 tháng 10, ở vùng ven biển khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo, khoảng ngày 20 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh, nên ở vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, ngày 20 tháng 10 có gió mạnh cấp 6, 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Nepenzhak cho biết khoảng 1.000 người Nga cùng gia đình của họ đã bị bắt làm con tin do lệnh phong tỏa dải Gaza. Theo đó, ông Nepenzhak lưu ý rằng Nga đã yêu cầu một cuộc điều tra khách quan về vụ tấn công bệnh viện Al Ahli ở dải Gaza và trừng phạt những người chịu trách nhiệm. Nga cũng kêu gọi Israel ngay lập tức cung cấp quyền tiếp cận nhân đạo, ngừng bắn càng sớm càng tốt và mở các hành lang nhân đạo.
Được biết, xung đột kéo dài suốt gần 2 tuần qua giữa Israel và các phong trào vũ trang ở dải Gaza đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía. Nga kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch. Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ sẽ bị cơ quan quản lý tài chính Singapore tiến hành thanh tra tại chỗ sau khi ít nhất một khách hàng của họ bị buộc tội rửa tiền trong một vụ bê bối gây chấn động nước này. Quyết định thanh tra được công bố vào ngày 18 tháng 10. Theo thông báo, chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà cơ quan tiền tệ Singapore gọi tắt là MAS có kế hoạch kiểm tra để xác minh xem họ có xử lý đúng cách việc giám sát các khách hàng giàu có hay không. Các nguồn tin cho biết các đơn vị của MAS sẽ phỏng vấn nhân viên và xem xét tài liệu trong vòng vài tuần. Cuộc thanh tra nêu trên nằm trong kế hoạch nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối đã khiến ít nhất 10 ngân hàng trong nước và quốc tế gặp khó khăn ở Singapore thời gian qua. Hơn 2,8 tỷ đô la Singapore tương đương 2 tỷ đô la Mỹ, tài sản từ tiền mặt đến đồ trang sức đã bị thu giữ từ một nhóm bị cáo buộc rửa tiền. Các nguồn tin cho biết thêm rằng Credit Suisse là một trong những ngân hàng có mối quan hệ với bị cáo hoặc công ty của họ. Một trong những nghi phạm, Wang Shuming, nắm giữ 92 triệu đô la Singapore tại ngân hàng của Thụy Sĩ, tài khoản lớn nhất được biết đến trong vụ án cho đến nay. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của TV Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.